Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2021, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo khẩn trương thành lập khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 của huyện tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Giang, xã Đại Đồng. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo trong ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện và các cán bộ xã liên quan. Trước bối cảnh các trường hợp tiếp xúc gần F1 với ca nghi nhiễm tiếp tục tăng trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường vừa ký quyết định thành lập khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, cơ sở 2, đồng thời gấp rút chuẩn bị các điều kiện hoàn thiện khu cách ly tiếp theo tại xã Đại Đồng. Theo đó, khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 của huyện được thành lập tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Giang cũ, dự kiến khu cách ly sẽ chứa được 300 giường bệnh. Lực lượng tham gia gồm bộ phận chỉ huy, bộ phận phục vụ có nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, kiểm tra y tế cho công dân cách ly, bộ phận phục vụ và đội tuần tra canh gác, v.v. Đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lưu ý các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vận chuyển, lắp đặt giường, mua sắm chăn, chiếu, màn, gối phục vụ khu cách ly, treo bảng biểu, nội quy, khẩu hiệu tuyên truyền, lập bảng sơ đồ khu vực cách ly, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện. Ngoài ra, cần bố trí lực lượng, cán bộ y tế của đơn vị đảm bảo việc tiếp nhận, theo dõi, điều trị và chăm sóc y tế đối với người cách ly. Xây dựng quy trình đưa đón, ra, vào, kiểm tra, giám sát, theo dõi, điều trị đối với các đối tượng cách ly. Sắp xếp bố trí phương tiện, thuốc, trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khu cách ly, v.v. Việc bố trí khu vực cách ly tập trung là nhiệm vụ cần thiết trong thời điểm này, nên đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị liên quan cần chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở mức độ tốt nhất, chủ động, sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất khi có tình huống xảy ra. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh, tạo mọi điều kiện để khu vực cách ly vận hành hiệu quả.